Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình Let's Style, nào cùng phong cách. Các bạn thân mến, sau độ tuổi 25, các bạn sẽ cảm nhận thấy được sự rõ rệt của dấu hiệu lão hóa trên gương mặt của mình. Đó chính là những vết chân chim hay là những nếp nhăn ở trên vùng trán, xung quanh vùng môi hay là bọng mắt. Để khắc phục tình trạng này, nhiều người đã tìm đến phương pháp làm căng da mặt qua quy trình cấy mỡ tự thân hay còn gọi là baby face. Và bây giờ tôi xin được phép giới thiệu hai khách mời của chương trình, đó chính là thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Hà. Vâng, xin chào tất cả các bạn. Tôi là thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Hà, chuyên ngành phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ. Và giám đốc sáng tạo Tôn Hiếu Anh. Vâng, xin chào khán giả đang theo dõi chương trình Let's Style nào cùng phong cách. Chào Đức và chào anh Hà. Vậy thì câu hỏi đầu tiên của tôi dành cho anh Hiếu Anh đó chính là không biết là cái quy trình chăm sóc da của anh diễn ra như thế nào khi mà cái da của mình đã không còn được đàn hồi như hồi trước nữa. Hơi ngượng một tí nhưng mà ngày bé rất là chủ quan, bởi vì sinh ra vốn đã là có một làn da rất là trắng mướt ra rồi. Và có thể là tôi bắt đầu chú ý đến việc làm đẹp thực sự là sau tuổi 30. Vì lúc đấy mình đã phát hiện ra là da mình nó không tốt được như là thời trẻ nữa. Vâng, còn bác sĩ, cái dấu hiệu lão hóa đầu tiên khi mà con người có thể nhận thấy trên cơ thể của mình bắt đầu từ đâu ạ? Vâng, tất cả đều là từ khuôn mặt, rồi có người nhìn với nhau là đều nhìn vào khuôn mặt đầu tiên. Có một cái phương pháp nào khiến cho chúng ta có thể làm cho gương mặt của chúng ta trẻ hóa trở lại không? Mình sẽ nói từ cái đơn giản nhất đi là chăm dưỡng cho làn da mặt, đúng không ạ? Chăm dưỡng là có thể gọi là skin care, chăm sóc da tại nhà cũng là một trong những phương pháp để bạn lưu giữ tuổi thanh xuân. Thứ hai là chắc chắn là chúng tôi sẽ nghĩ tới những cái thủ thuật đưa chất làm đầy hoặc là làm gọi là làm đẹp công nghệ cao. Không biết với bác sĩ thì còn những phương pháp thì tôi liệt kê còn thiếu không ạ? Vâng, trên thực tế thì cũng có rất nhiều cách. Bên cạnh những vấn đề chăm sóc da và vấn đề thì chúng ta có, như anh vừa nói là chúng ta có rất nhiều các loại máy, từ những cái máy để làm cho săn chắc những cái vùng của khuôn mặt, những cái máy đấy cũng có rất nhiều loại. Đấy. Và tiếp theo thì chúng ta có thể là gì, là tránh lão hóa bằng những cái phương pháp tự nhiên, bằng chế độ ăn uống, sinh hoạt, nghỉ ngơi, đến là tránh những tia nắng mặt trời thế nào, tránh tia UV và dùng kem chống nắng ra sao, cũng là một những cái biện pháp để làm cho cái làn da chúng ta sẽ đỡ bị lão hóa. Đặc biệt là cái phương pháp mọi người hay dùng gần đây, chúng ta thấy hay trò chuyện với nhau, cứ rủ nhau đi căng chỉ này, rủ nhau đi đưa các chất làm đầy vào. Và hình như tôi cảm giác là đưa chất làm đầy hiện giờ đang rất hot ở thị trường làm đẹp để chống lão hóa da, đúng không? Vâng, đúng rồi. Bởi vì thực ra cái phương pháp làm đầy thì là cái phương pháp làm rất là nhanh. Những cái chất làm đầy chỉ trong vòng vài phút là chúng ta có thể cải thiện được cái khuôn mặt rất là nhiều. Vậy thì những người nào có thể sử dụng được phương pháp này ạ? Tất cả mọi người thì chúng ta đều có thể áp dụng được những phương pháp bằng chăm sóc da, bằng chế độ ăn uống, sinh hoạt, nghỉ ngơi. Còn lại với những cái người mà có sự lõm hóp trên khuôn mặt thì chúng ta có thể làm những cái biện pháp để làm đầy cái khuôn mặt lên. Vậy thì với anh Tôn Hiếu Anh đây thì không biết là anh ấy có cần thiết là phải sử dụng cái liệu pháp này không nhỉ? Tôi cũng đã từng suy nghĩ rồi là liệu mình có nên làm đầy gương mặt không, thì những cái chỗ cần làm đầy thì tôi sẽ nên dùng phương pháp nào. Nhưng mà tôi thích nhất hiện giờ mọi người rất hay truyền tai nhau đấy là cấy mỡ tự thân hoặc là đưa mỡ trên cơ thể của mình. Vậy thì phương pháp cấy mỡ tự thân có điểm gì ưu việt hơn so với những phương pháp như là đẩy filler hay là Botox? Vâng, như chúng ta thấy là cái phương pháp mà làm đầy bằng mỡ tự thân là chúng ta sẽ lấy mỡ ở một cái vùng nào đấy của cơ thể để đưa lên những cái vùng lõm hóp. Do đó thì vì là chính mỡ của bản thân của khách hàng, do đó thì cái biện pháp này là rất an toàn, bởi vì chúng ta chỉ đưa từ vùng này sang vùng kia. Cái thứ hai là trong những cái mỡ nó có những cái tế bào gốc, do đó thì bên cạnh cái việc mà làm đầy lên thì nó cũng làm da của mình sáng lên rất là nhiều. Đây là sự khác biệt so với những phương pháp khác. Nếu như so sánh với filler thì khi chúng ta làm đầy bằng filler thì chúng ta xét những cái filler tốt thì thông thường sau một năm thì cái filler đấy nó sẽ tan đi và nó không tồn tại ở trên khuôn mặt chúng ta nữa. Còn nếu mà chúng ta làm đầy bằng mỡ thì sau một thời gian, tất nhiên là mỡ nó không sống được hết 100%, nhưng tuy nhiên cái lượng mỡ đã sống lại được thì nó sẽ tồn tại cùng chúng ta và chúng ta nó không mất đi hết hẳn. Ra tôi lại có một câu hỏi rất muốn hỏi anh Hoàng Hà, đó chính là không biết là mình có thể cấy mỡ từ bộ phận nào lên bất kỳ bộ phận nào cũng được đúng không, hay là nó phải bắt buộc là từ một bộ phận nhất định nào đấy của cơ thể mình? Và thông thường thì những cái vùng nào mà có mỡ thì chúng ta đều có thể lấy được để cấy ra vùng khác. Nhưng tuy nhiên thì thông thường để cấy mỡ thì chúng ta chọn những cái vùng mà mỡ sống tốt nhất. Thông thường thì chúng ta sẽ chọn mỡ vùng đùi hoặc là một số trường hợp là dùng, nếu không có mỡ vùng đùi có thể dùng vùng bụng, vùng eo, là những cái vùng mà khá nhiều mỡ để chúng ta có thể cấy lên.
và chúng ta thể cấy lên những cái vùng nào mà lõm hóp trên khuôn mặt. Và thường thường mọi người hay áp dụng là khuôn mặt. Ngoài ra bên cạnh đó thì cũng có những vùng lõm hóp khác như là vùng mông hoặc ngực, cũng là cái nơi mà nhiều người có thể chọn phương pháp cấy mỡ. Đặc biệt lần này tôi thấy giới trẻ, nhất là các bạn trẻ đang rất là ưa chuộng là má nó yêu yêu một tí, mọi người hay gọi là baby face, là một gương mặt rất là bầu bĩnh đáng yêu, thì cảm giác là cái phương pháp này sẽ hiệu quả nhất cho khi mình làm má, đúng không anh? Vâng, đúng rồi, bởi vì cái tế bào mỡ nó sống được là nhờ sự thẩm thấu, sự nuôi dưỡng từ những cái mạch máu nhỏ để nuôi cho cái tế bào mỡ. Thì thông thường cái vùng má, vùng mặt của mình là những cái vùng mà có nhiều mạch máu nhất, do đó thì trên cơ thể mình đây là cái vùng mà mỡ sẽ sống tốt nhất. Không biết là liệu anh Hiếu Anh có câu chuyện nào hay là có những người bạn nào đã tham gia hay là trải qua quy trình cấy mỡ tự thân hay là cấy mỡ baby face chưa nhỉ? Đầu tiên mình nhìn thấy trong y học cái truyền máu tự thân là một thứ mình rất là hâm mộ rồi, bởi vì trước khi bạn giả sử bạn lên phẫu thuật nhá, thì bạn lúc bạn còn khỏe bạn lấy máu của mình ra trước, bạn gửi vào ngân hàng máu, sau đó bạn lại truyền chính máu của mình vào thì nó rất là an toàn. Khi mà đi vào thời trang làm đẹp thì tự dưng thấy câu chuyện mọi người làm đẹp bằng chính mỡ, chính một phần cơ thể của mình thì thấy ok, nó thật là an toàn, bởi vì mọi người y học đã tiến đến một cái bước là mọi người có thể nuôi dưỡng cái mỡ đấy và cấy ghép vào cơ thể của chính mình. Điều đầu tiên mình nhìn thấy là sự an toàn, bởi vì của cơ thể mình truyền cho chính mình mà, đúng không? Tiếp đến là phải nói đến câu chuyện là tay nghề của người làm cho mình ra sao. Thì ok, bạn phải tìm hiểu xem là người đấy có hợp duyên với mình không, những người phía trước làm ra sao. Và cuối cùng chắc chắn là tôi và bạn đều đang thắc mắc một câu là cái mỡ mình lấy ra xong thì cái chỗ phần mình lấy ra nó có ảnh hưởng không? Là câu hỏi mà tôi đang chưa trả lời được. Vâng. Thông thường thì cái vùng lấy mỡ để cấy lên khuôn mặt thì cái lượng mỡ lấy nó không nhiều, do đó thì cái vùng đấy sẽ không ảnh hưởng gì cả. Tuy nhiên có thể giai đoạn đầu khách hàng có thể cảm nhận là nó hơi tê bì một chút, bởi vì là mình bóc tách ra để mình lấy được mỡ ra, thì do đó cái vùng đấy có thể tê bì một thời gian ngắn, sau đó nó hoàn toàn sẽ trở về như bình thường. Và như anh Hiếu Anh vừa nói thì thực ra là cái mỡ mà lấy từ vùng khác của cơ thể để đưa lên một vùng thì nó tương đối an toàn, nhưng tuy nhiên cái việc này thì vẫn phải cần phải một người có chuyên môn để người ta thực hiện, để sao cho là lên lấy ở vùng nào, lên quay ly tâm ra sao, lên cấy như nào, và đặc biệt phải thực hiện trong môi trường hoàn toàn là vô khuẩn. Do đó cái này chúng ta thực hiện là trong môi trường phải đảm bảo hoàn toàn vô khuẩn tuyệt đối thì cái việc đó mới thực sự là an toàn. Vâng, để hiểu rõ hơn về quy trình cấy mỡ baby face, hãy cùng chúng tôi theo chân một nhân vật để tìm hiểu rõ xem hiệu quả của quy trình này thật sự như thế nào nhé. Xin mời. Là một người mẫu ảnh, bạn Thanh Hằng, 25 tuổi, rất quan tâm đến ngoại hình của mình, đặc biệt là khuôn mặt. Với mong muốn sở hữu khuôn mặt đầy đặn và che đi những khuyết điểm trên khuôn mặt, bạn trẻ Thanh Hằng đã sử dụng phương pháp làm đẹp cấy mỡ tự thân lên khuôn mặt mình. Cấy mỡ tự thân là phương pháp sử dụng mỡ thừa lấy từ những vùng trên chính cơ thể của mình như bụng, cánh tay, đùi, bắp chân, lưng. Sau đó chiết lọc, ly tâm chọn lọc tế bào mỡ khỏe cấy lên mặt, cấy làm đầy, tạo hình, tạo dáng cho những vùng trên khuôn mặt như mũi, thái dương, hốc mắt, cằm, rãnh mũi má. Sau 3 tháng sử dụng phương pháp làm đẹp cấy mỡ tự thân, bạn Thanh Hằng đã tái khám theo đúng lịch hẹn của bác sĩ. Xin chào bác sĩ. Chào em. Sau 3 tháng làm dịch vụ tiểu phẫu cấy mỡ baby face thì hiện tại em thấy thế nào rồi? Khuôn mặt em đã dần ổn định và em muốn hỏi bác sĩ là sau 3 tháng làm mặt thì bao lâu em phải cấy lại? Thông thường sau 3 tháng là lượng mỡ đã sống tương đối ổn định. Em có thể theo dõi. Nếu mà khuôn mặt của em vẫn cứ đầy như vậy thì em không nhất thiết phải cấy lại. Trừ khi nào em thấy cái khuôn mặt của em lõm hóp thì có thể em sẽ cấy rộng. Vậy bao lâu thì khuôn mặt em được ổn định ạ? Rồi em có thể bỏ khẩu trang để anh kiểm tra. Hiện tại thì mỡ của em đã sống tương đối ổn định. Với những người cấy mỡ lần thứ nhất thì trung bình lượng mỡ sống được từ 40-60%. Tuy nhiên em trên cơ thể em thì anh đánh giá là lượng mỡ đã sống được khoảng 80%. Vậy là rất là tốt rồi. Hiện tại mỡ đã sống ổn định rồi, đó, em hoàn toàn yên tâm. Dạ vâng, em cảm ơn bác sĩ ạ. Vậy là sau khi sử dụng phương pháp làm đẹp cấy mỡ tự thân, bạn Thanh Hằng đã sở hữu một khuôn mặt theo mong muốn của mình.
Vâng, sau khi xem clip thì tôi nghĩ là hẳn khán giả bây giờ đang có rất nhiều câu hỏi muốn đặt ra cho hai chuyên gia của chúng ta. Anh Hoàng Hà, anh có thể nói cho khán giả biết được rằng là khi mà trải qua công nghệ cấy mỡ tự thân này thì người cấy mỡ tự thân đấy có cảm thấy đau nhiều không? Giống như các cái phẫu thuật khác thì trong lúc tiêm tê thì khách hàng có thể cảm nhận là nó hơi nhói một chút xíu. Nhưng tuy nhiên khi thuốc tê đã được ngấm rồi thì quá trình làm hoàn toàn là bình thường rồi ạ. Không gây lên quá sức đau đớn cho khách hàng. Vậy thì sau khi phẫu thuật chúng ta cần phải chăm sóc bản thân như thế nào ạ anh? Thường là sau khi cấy mỡ xong thì ví dụ như chúng ta cấy mỡ vào khuôn mặt thì thường khuôn mặt sẽ ít đau, mà chỉ nó có hơi tức cái vùng đùi. Nó khác với những cái phẫu thuật khác. Những cái phẫu thuật khác thì thường là sau khi làm xong thì khách hàng sẽ lúc hết thuốc tê thì khách hàng sẽ cảm nhận đau. Nhưng tuy nhiên cái cấy mỡ thì khách hàng sẽ cảm nhận nó hơi tức cái vùng đùi thôi, còn lại thì sẽ không đau như các phẫu thuật khác. Còn tôi thì hơi tò mò thêm một tí nữa, bởi vì rất là nhiều người làm thì cái độ bầm tím rồi độ sưng phù nề nó khá khác nhau nhỉ. Tôi cho rằng là nó tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người thì nó sẽ có những phản ứng khác nhau, đúng không? Đúng, cái cơ địa của mỗi người thì nó góp phần vào cái sự sưng nề. Ví dụ như tuy nhiên khi chúng ta thực hiện cái tiểu phẫu thì chúng ta sẽ chọn những cái thời điểm mà sức khỏe của khách hàng là tốt nhất. Và cái thứ hai nữa là một phần nữa là phụ thuộc vào tay nghề của bác sĩ. Với những bác sĩ mà dùng những cái kim chuyên dụng và tay nghề mà làm nhẹ nhàng thì cái sự sưng nề sẽ rất ít. Vâng, sau khi theo chân nhân vật thì chắc hẳn mọi người đều nghĩ cấy mỡ baby face là một cái quy trình khá đơn giản. Vậy thì tôi đoán là cái thời gian phẫu thuật cũng không quá lâu đúng không ạ? Thời gian mà chúng ta tiến hành lấy mỡ, quay ly tâm, lọc lấy những cái tế bào mỡ tốt nhất, sau đó tiêm lại trở lại khuôn mặt thì thông thường sẽ có dài hơn một tiếng một chút. Và mình thấy là làm đẹp càng ngày càng giúp cho chúng ta không bị sợ, vì ai cũng sợ đau và ai cũng sợ biến chứng, nhưng mà khi mà khoa học người ta đã nghiên cứu làm cách nào để vừa đẹp được, vừa không bị rủi ro này, và ngắn nữa, là ba cái thứ mà để tạo thành một cái công nghệ được nhiều người yêu thích bây giờ. Chắc chắn là mình đã hiểu được là vì sao tất cả các bạn trẻ đều đang rất là ưa chuộng cái một cái baby face như vậy. Khi mà có một cái liệu trình, có một cái công nghệ nó làm đẹp có thể nhanh như vậy thì tôi nghĩ là chắc là mình cũng không phải chuẩn bị quá nhiều trước khi mà mình bước vào cái công nghệ cấy mỡ tự thân đúng không? Thực ra là khi cấy mỡ như vừa chia sẻ là chúng ta sẽ lấy mỡ ở vùng này của cơ thể đưa sang những vùng lõm hóp khác. Như vậy thì chúng ta sẽ chuẩn bị sao cho sức khỏe luôn là tốt nhất, để sao cho những cái tế bào mỡ mà chúng ta lấy cũng sẽ là những tế bào mỡ khỏe mạnh nhất. Vậy chúng ta sẽ nên chọn cái thời điểm mà khách hàng là giai đoạn ấy là giai đoạn khỏe mạnh nhất để chúng ta thiện cái tiểu phẫu đó. Vậy thì chúng ta có thể đi sâu hơn một chút về cái quy trình chuẩn bị này được không ạ? Tôi nghĩ là ví dụ như thế này, khoảng một ngày trước khi mình áp dụng cái công nghệ cấy mỡ tự thân này thì mình có cần phải ăn gì, có cần phải kiêng khem gì không, và làm thế nào để mình đảm bảo được như anh vừa nói vừa nãy là cái lượng mỡ nó ở cái gọi là cấp độ tốt nhất? Vâng. Với những khách hàng mà ví dụ như họ tập gym, họ tập yoga, tất nhiên là không thể trong một vài ngày mà nó đã giành được những cái mỡ tốt nhất rồi. Thì thường cái thời gian nó tương đối dài một chút. Với những cơ địa đó thì tế bào mỡ sẽ tốt hơn. Và thứ hai là trước khi chúng ta đi làm đẹp, chúng ta cần ăn ngủ nghỉ, hiện chế độ đầy đủ dinh dưỡng thì để đảm bảo cho sức khỏe thì tốt nhất. Và giống như tất cả các dịch vụ phẫu thuật khác để thực hiện tại cơ sở thì chúng tôi đều tiến hành là xét nghiệm để sao cho là khách hàng đảm bảo được cái sức khỏe khi bước vào cái cuộc phẫu thuật. Mọi người hay bảo là cái mỡ tự thân sẽ không bền, nhưng mà tôi bảo không, tại sao không bền? Bởi vì nó là đồ trong cơ thể của mình mà lại gọi là tự truyền vào cơ thể mình, thì tại sao nó không bền ạ? Giống như anh Huy vừa nói, giống như các bạn bè đã được đi cấy mỡ thì cái mỡ tự thân nó hơi khác so với tiêm filler. Khi tiêm filler thì chúng ta tiêm 10 phần thì 10 phần filler đó nó giữ lại, nhưng tuy nhiên theo thời gian thì filler nó sẽ tan dần, và trung bình là khoảng 1 năm sau là filler sẽ tan hết. Nhưng cấy mỡ nó hơi khác một chút là khi chúng ta đưa 10 phần mỡ vào thì 10 phần mỡ đấy nó sẽ không sống hết mà nó sẽ sống được một lượng, và sau khi cái lượng đấy nó sống rồi thì nó sẽ phụ thuộc vào chế độ ăn uống, sinh hoạt, nghỉ ngơi của chúng ta. Do đó nếu mà mọi thứ chúng ta sau cái khi được thực hiện cái sự tiêm mỡ đó mà chế độ ăn uống sinh hoạt hoàn toàn bình thường, mọi thứ bình thường thì cái mỡ đấy sẽ là sống tốt nhất. Còn nếu ví dụ chúng ta dùng những các chất kích thích, chúng ta ăn uống sinh hoạt không hợp lý thì cái mỡ đấy nó sẽ tiêu giống như là những cái tế bào mỡ khác. Mà tôi lại tò mò là liệu cái phương pháp này mình có thể làm đi làm lại được không? Ví dụ hơi tiêu thì mình lại làm tiếp thì có ảnh hưởng gì không ạ? Vâng. Trên thực tế thì với những khách hàng mà họ bị lõm hóp nhiều thì trong một lần đầu tiên thì chúng ta cấy thì không thể là một cái quá nhiều, bởi vì các tế bào mỡ nó sẽ chen chúc nhau và cái sự nuôi dưỡng của nó kém làm cho tế bào mỡ sẽ không sống được. Do đó trong cái lần đầu tiên chúng ta sẽ cấy một lượng vừa phải. Sau đó thì
Nếu ví dụ trong lần đầu tiên mà khách hàng thấy khuôn mặt được cải thiện nhiều, mà họ thấy là họ hài lòng với khuôn mặt đó thì họ không cần phải cấy tiếp. Nhưng tuy nhiên có một số người là họ muốn đầy thêm thì chúng ta sẽ cấy dặm lại lần 2, lần 3. Nhưng giữa hai lần cấy thì nên để ít nhất khoảng 3 tháng thì sẽ là tốt nhất. Không biết là liệu cái phương liệu pháp này nó có những cái biến chứng gì mà những cái người trải qua công nghệ này cần phải lưu tâm không ạ? Vâng, cái biến chứng thứ nhất là nếu mà chúng ta làm tại cơ sở mà không uy tín thì một trong những cái là gì, chúng ta sẽ không tính toán được cái lượng thuốc tê đưa vào. Thì đấy là những cái tai biến mà thuốc tê thì tương đối nguy hiểm. Một trong những tai biến thứ hai mà hay gặp trong cấy mỡ đấy chính là nhiễm trùng. Với những cơ sở mà không đảm bảo thì cái hiện tượng nhiễm trùng là rất dễ xảy ra. Và với cấy mỡ thì nó hơi khác với những cái dịch vụ khác. Ví dụ như chúng ta làm mũi, độn cằm, khi mà bị nhiễm trùng chúng ta tháo chất liệu ra, bơm rửa là hết. Nhưng tuy nhiên khi mỡ mà chúng ta đã cấy vào rồi thì khi đã bị nhiễm trùng thì chúng ta sẽ không lấy được cái mỡ đấy ra. Do đó cái việc mà điều trị nó sẽ rất là mất thời gian. Với chuyên môn của anh thì anh có lời khuyên gì dành cho những người mà chuẩn bị trải qua cái công nghệ cấy mỡ tự thân này không? Vâng, giống như các chương trình trước anh Hiếu Anh có nói là khi làm đẹp nó không, bác sĩ không phải là một vị phù thủy có thể biến từ khuôn mặt này trở thành một khuôn mặt khác. Và do đó chúng ta phải chuẩn bị là gì, khi chúng ta làm đẹp sẽ là cải thiện trên cái khuôn mặt của chúng ta để sao cho nó hài hòa nhất. Do đó chúng ta phải chuẩn bị tâm lý trước khi để làm đẹp, và đấy là cái một yếu tố rất quan trọng. Cái thứ hai là chúng ta cần phải có những cái kiến thức để tìm hiểu những cái cơ sở đầy đủ, bác sĩ phải có bằng cấp và những cái cơ sở phải được cấp phép để có thể thực hiện được những cái tiểu phẫu dù là đơn giản nhất, thì chúng ta vẫn phải tìm hiểu rất là kỹ. Xin cảm ơn hai khách mời đã đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị khán giả, làm đẹp chính là một cuộc chiến với thời gian, và một phương pháp làm đẹp an toàn sẽ đảm bảo cho các bạn một vẻ đẹp căng tràn, khỏe mạnh và lâu bền nhất. Và trước khi kết thúc chương trình, hãy cùng chúng tôi đến với tiểu mục Let's Go, nào cùng dịch chuyển.